Cho các bạn đây là Fujifilm X-T4. Mình đã mượn được của hãng, mình xài nó vài ngày thì mình muốn chia sẻ với anh em một số cái điểm mà mình thích ở nó. Mình đã đặt cái chiếc này rồi, tuy nhiên đến 29 gì đó nó mới có hàng. Do đó là mình sẽ làm cái bài này dựa trên cái con mà mình mượn của hãng. Thứ nhất là mình nói về cái màn hình có thể xoay được của chiếc Fujifilm này. Nó xoay được tất cả các hướng luôn, rất là đã. Thứ hai là mình nói về cái khả năng chống rung của nó, khả năng chống rung ở trong thân máy. Mình nói về cái hệ thống điều khiển vốn có của những cái chiếc Fujifilm cũng như ở trên cái X-T4 này. Rồi mình cũng muốn chia sẻ với anh em về cái tốc độ quay phim của nó. Mình thích cái vụ quay 240 frame. Rồi chúng ta còn có thể chia sẻ với nhau về hai cái khe thẻ nhớ hỗ trợ OS2 cũng như là cái pin của nó được nâng cấp lên, và cái việc sạc pin nó cũng dễ dàng hơn. Và dĩ nhiên là một số cái linh tinh khác, bởi vì khi mà cầm trên tay nó có như vậy. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu ha. Trước khi đi vào nói năm cái điểm mình thích thì đây là một cái máy khá là mập và khá là dày của Fuji, và trong nó chứa đựng tất cả những cái công nghệ gì đó mới nhất, mạnh mẽ nhất của Fuji. Về cái màn hình xoay lại thì nó chẳng phải là một cái gì đó nó kinh khủng lắm, nhưng mà với mình thì đó là quan trọng. Bởi vì sao? Bởi vì là dạo gần đây mình hay tự quay phim cho mình không có nhờ các anh em khác quay phim. Do đó là cái màn hình nó có thể xoay lại được cái góc để anh em có thể đối diện với lại ống kính để quay được, anh em có thể xem được anh em đang nói cái gì, cái điều đó là quan trọng. Nếu mà ai đó đang quay phim cho mình biết rằng là người đó đang xem cái màn hình để monitor xem là cái vị trí của mình và cái mặt của mình như thế nào, thì mình rất là tự tin mình nói chuyện. Nhưng mà khi mình tự quay cho mình mà mình không thấy được cái màn hình để mình monitor thì mình cảm thấy rất là không có tự tin, và khi mình nói nó không thoải mái. Do đó là một cái máy ảnh có cái màn hình xoay lại được phía trước để mình quay phim thì đó là cái điều rất là hay. Và đối với lại cái Fujifilm X-T4 này á, nó xoay được rất là nhiều hướng khác nhau. Do đó là cái việc không chỉ việc quay phim mà kể cả việc chụp hình của mình nó cũng dễ dàng hơn. Thì đây không phải là cái máy đầu tiên có cái tính năng đó, nhưng bản thân mình cần tính năng đó cho mình chia sẻ với anh em nhiều hơn về tính năng đó. Rồi, ví dụ như là mình thích chụp cái ống 50 này chẳng hạn. Tuy nhiên cái khoảng nét của nó quá gần, nếu mình để như vậy mình chụp thì nó không tới. Mình vẫn có thể làm cái điều là mình giơ lên cao và mình chụp. Mình như vậy mình vẫn nhìn được cái viewfinder và mình vẫn chụp được. Thì cái đó chỉ là cái sở thích của mình thôi. Hoặc là mình có thể cầm cái máy ngược lại và mình vừa đi mình vừa quay vừa monitor luôn, giống như kiểu anh em cầm một cái điện thoại nhưng xem quay vẻ, thì đó là cái nhu cầu của mình. Thực chất là hồi mình xài Nikon Z mình từng mua một cái màn hình để mình có thể xem ngược lại. Tuy nhiên nó quá bất tiện, tức là khi mỗi lần mà muốn chụp muốn quay gì đó thì phải set up lên, phải gắn lên, nó lôi thôi quá. Thì một thứ bi pin như vậy là cái mình thích. Rồi tiếp theo là mình nói về cái khả năng chống rung trong thân máy. Thì mình chưa có xài nhiều với con X-T4 này, nhưng mình đọc một vòng thì mình thấy rằng là mọi người rất là quan tâm đến cái tính năng chống rung trên thân máy. Thì đại loại như là ngày xưa khi mà lần đầu tiên mình biết cái chống rung là đó là cái chống rung trên ống kính của cái Nikon 70-200VR. Nó sẽ chống rung trên ống kính để cho cái hình nó sẽ bớt rung hơn. Thực chất là mình cũng không xài lắm, tức là mình chụp rồi mình xem rồi mình cảm thấy là nó không mang lại nhiều giá trị. Có thể đối với anh em khác thì mang lại nhiều giá trị, nhưng đối với mình cảm thấy là cái chống rung đó nó không hiệu quả lắm. Và từ đó về sau thì mình quan tâm đến cái tốc độ chụp hơn là mấy vụ chống rung lắm. Hầu như là mình không quan tâm bởi vì mình chụp hình nhiều hơn mà. Do đó là mình xác định là ok, nếu mà khi nào mình chụp ống 50 thì mình sẽ chụp đâu đó khoảng chừng 1/80 hoặc là 1/100. Còn nếu chụp 35 hay 23 gì đó mình để 1/30 gì đó, đại loại là vậy. Nói chung là mình ướm được là cái khả năng cái tay của mình nó cầm được như thế nào tương đương với một cái tiêu cực, và mình thường mình xét cái máy như vậy cho nó an toàn hơn. Thì khi mình thấy anh em nói nhiều về cái chống rung ở trên cái máy X-T4 này á, thì mình thử vài tấm mình chụp cái tốc độ 1/8 giây với cái ống 23 cũng như 50 của mình chụp nhanh hơn chút xíu, khoảng như 1/20 giây, 1/30 giây, thì mình thấy rằng là nó giải quyết được vấn đề, tức là hình của mình không rung đó, tức là mình thấy khá là thoải mái trong cái chuyện đó. Thì rõ ràng là cái chống rung ở trên thân máy nó mang lại cái giá trị cho cái máy này. Thì mình nghĩ rằng đối với lại anh em chụp hình á, thì đó là quan trọng, bởi vì trong những điều kiện đủ sáng thì không sao, nhưng mà trong những điều kiện thiếu sáng thì anh em có thể chụp chậm hơn, thì chúng ta không nhất thiết là phải đẩy ISO cao lên đó, đại loại là vậy. Cái chống rung này nó sẽ đi phụ thuộc vào cái ống kính nữa, và nó theo khả năng của anh em nữa. Do đó là nếu mà anh em nghĩ đến cái chuyện là cái máy này nó mang lại khả năng chống rung thì anh em nhớ tìm hiểu kỹ với cái ống kính này nó được bao nhiêu, với ống kính kia nó được chống rung bao nhiêu, và với khả năng của anh em nữa. Ví dụ như có những anh em là có thể cầm được 1/8 giây mà không cần chống rung thì anh em không quan tâm,
hoặc nếu mà có những anh em mà cầm tới một cầm trên tay chụp 1/125 rồi vẫn rung thì anh em có thể quan tâm nhiều hơn. Thì ý mình là như vậy. Rồi, cái máy này về kỹ thuật đó, nó như vậy. Em nhớ lần là cái sensor á, bình thường nó được bắt chết lên trên cái body của máy. Do đó khi chúng ta cầm máy rung rung như vậy này thì cái sensor nó sẽ rung theo cái body. Tuy nhiên ở cái máy Fuji XT4 này hoặc là những cái máy mà nó có cái hệ thống chống rung trên thân máy á, iBit, thì giữa cái sensor đó và cái thân máy nó có một cái phần khác, thì cái phần đó nó sẽ chống rung. Ví dụ như cái máy này nó có thể chống rung 50 khi mà chụp hình, nó chống rung 40 khi mà quay phim. Vậy là khi mà anh em lắc cái tay như vậy thì tự động nó, cái hệ thống ở giữa đó nó giúp đi một hướng ngược lại để nó giảm cái rung động đi, thì chúng ta bớt rung hơn. Đó là vậy. Thì khi mà nó chống rung như vậy thì anh em cầm cái máy anh em quay phim, tự anh em quay phim cho anh em vừa đi vừa quay, thì cái hình ảnh nó sẽ ổn định hơn, nó không bị rung lắc nhiều khó chịu. Thì đó là cái mà anh em có thể quan tâm. Thực chất là những anh em xài máy quay phim thì quan tâm nhiều đến cái đó, hoặc là mới gần đây có hệ thống chống rung trong body, hay là anh em đấy vậy thôi. Chứ còn những người như mình chẳng hạn, mình chơi smartphone nhiều hơn thì cái hệ thống chống rung của nó hoạt động cũng khá là lâu rồi, nhưng mà bởi vì cái cảm biến nó nhỏ cũng như là cái ứng dụng nó không có nhiều, không có pro, do đó là anh em quan tâm thôi. Chứ smartphone nó chống rung rất ngon. Đó là về chống rung. Tiếp theo là về cái hệ thống điều khiển. Mình nói về phần này bởi vì mình là người cùng lúc xài rất là nhiều máy ảnh. Mình xài Nikon, mình xài Sony, mình xài Leica và mình xài Fuji cùng lúc. Thì mình thích cái hệ thống điều khiển nhanh của cái Fuji này. Khi mà anh em bấm chữ Q á, nó hiện lên nguyên một cái bảng menu, và từ đó chúng ta có thể điều khiển rất là nhanh. Và thậm chí là mỗi khi chúng ta bật lên, chúng ta chọn những cái profile khác nhau, thì chúng ta có những cái thiết lập sẵn rất là nhanh. Ở cái XT4 này thì cái việc mà chuyển sang quay phim nó cũng rất là nhanh. Chúng ta có một cái nút gạt trên này, gạt có cái là chuyển sang quay phim. Và khi đó quan trọng á, cái nút Q á, nó chuyển sang những cái chế độ liên quan đến quay phim luôn. Tức là anh em có thể chỉnh được cái những cái chế độ quay phim mà nhanh bằng cái nút Q rất là nhanh, rất là thích. Tuy nhiên đi vào sâu trong chút xíu, cái menu quay phim nó làm hẳn một cái menu riêng cho quay phim, nhưng mà mình cảm thấy nó phức tạp quá, nó quá nhiều cái lựa chọn cho cái chuyện quay phim. Thì cơ bản là như vậy. Tuy nhiên về sau này nếu mình có cái máy rồi, mình xài nhiều hơn, mình sẽ chia sẻ thêm với anh em về cái chuyện đó, hoặc là những anh em nào xài camera nhiều quá sẽ chia sẻ nhiều hơn về cái chuyện đó. Còn đối với mình thì mình thích ở trên này, thứ nhất là cái nút gạt chuyển từ chụp hình của quay phim rất là nhanh. Ngày xưa mình xài cái XE3, mỗi lần muốn chuyển từ chụp hình sang quay phim phải bấm những nút right, xong nó trượt xuống dưới cùng với tới cái nút quay phim rất là lâu. Còn cái này thấy nhanh hơn. Và thứ hai là nó có nút Q bấm vào cái có thể điều khiển được nhanh cái vụ chụp hình, quay phim. Tiếp tục liên quan đến cái hệ thống điều khiển đó, thì XT4 này nó cũng giống như những cái máy Fuji khác. Bên này chúng ta có cái vòng để chỉnh được ISO khác nhau. Anh em chọn chỗ nào đó, anh em bấm này cái thì nó khóa lại, thì không điều khiển được nữa. Mình thì mình thích, mình không quan tâm lắm ISO, mình để cho ISO auto, sau đó mình để tốc độ ISO dưới bên này phía sau. Ở dưới này chúng ta sẽ có một cái nút gạt thì nó chỉnh chụp panorama, chụp nhanh, chụp chậm, chụp đơn, chụp liên tiếp, HDR gì đó, chỉnh ở dưới đây cũng đơn giản. Bên phải này thì hai cái vòng tròn còn lại chúng ta sẽ điều chỉnh cái tốc độ chụp, rồi chúng ta có thể khóa tốc độ chụp ở đây. Rồi dưới là cái gạt qua gạt lại giữa chụp hình với quay phim như mình nói lúc nãy. Rồi cái nút chụp hình bấm ở đây. Và ở bên này chúng ta có một cái nút, đối với mình thì mình rất là hay xài là tăng giảm EV. Đó, thì thường thường mình để cái chế độ chụp ưu tiên khẩu độ, mình chỉnh khẩu độ dưới đây. Sau đó mình ISO cho tự động, còn tốc độ mình cũng cho tự động luôn, mình thiết lập nó một cái khoảng nào đó mà mình không bị rung. Như bình thường mình để một phần 60 giây là maximum. Rồi bên này là mình chỉnh cái EV cộng trừ cho nó phù hợp với ánh sáng mình mong muốn. Đó. Ở phía sau thì chúng ta có một cái vòng tròn điều khiển ở đây, cái chữ Q, rồi joystick nhiều chiều, flip nhiều chiều menu, rồi điều chỉnh display đều ở đây. Đó. Đại loại là vậy. Thì cái hệ thống điều khiển của cái máy Fuji thì nó vẫn không khác nhiều so với những máy Fuji khác, và nó khá là dễ để xài. Về menu thì cái chế độ này thì nó giống như những cái menu của máy Fuji trước giờ. Khi mà anh em gạt qua chế độ quay phim á, đó thì bây giờ nó là một cái menu giống như vậy, nhưng mà nó liên quan đến máy quay phim. Thì cũng hay, nói chung là gạt từ quay phim qua chụp hình thì nó chuyển hẳn cái menu ra cũng dễ dàng. Tức là nó có hai cái menu rõ ràng cho hai cái tính năng đó. Tiếp theo là về quay phim thì khi mình đọc spec của cái máy này thì mình thích nhất đó là cái khả năng quay được 240 frame. Thì cái đó là mình quan tâm. Mình không rõ rằng là những cái máy khác ở trên đời máy ảnh á, máy quay phim nó có, nhưng mà bởi vì trong cái nhu cầu của mình hiện tại mình dùng cái 240 frame khá là nhiều, nhưng mà mình toàn dùng iPhone không à, tại vì nó dễ dàng không, mình đẩy cái máy lên mình quay cái slow motion thì 240 frame nó không nhiều lắm, giống như 960 hay là những cái gì đó nhiều hơn của những cái điện thoại khác. Nhưng mình cảm thấy 240 là đủ cho cái nhu cầu thể hiện của mình, và mình rất là vui khi biết XT4 này nó có thể quay được 240 frame ở cái độ phân giải Full HD. Thì như vậy mình
có thể dùng được nó rồi, bởi vì thực chất thì quay bằng iPhone chất lượng nó không thể nào bằng cái máy này được. Mình đọc thêm thì mình thấy rằng là cái máy này nó có thể quay được 4K 60 frame. Thực chất thì iPhone của mình cũng quay được cái đó nhiều rồi. Tuy nhiên cái này nó có thể chỉnh được nhiều cái bitrate khác nhau, và dĩ nhiên ống kính này nọ thì nó phải hơn nhiều. Và ở cái bitrate chúng ta có thể chỉnh được tới 400. Thì đó là một trong cái thông tin quan trọng cho anh em mà quan tâm đến cái chuyện quay phim. Và nó có rất là nhiều cái lựa chọn khác nhau về độ phân giải, về bitrate, về số khung hình trên giây. Nhiều lúc mình coi cho mình rối luôn, mình không biết chỉnh sao luôn. Thì anh em nào quan tâm đến cái chuyện quay phim của T4 hoặc là mỗi T4 của quay phim thì anh em nhớ đọc kỹ những cái phần spec đó để anh em xem là nó có cái gì anh em cần hay không. Như mình nhá, mình cần Full HD 240 frame thì mình thích cái đó. Rồi mình cũng rất là thích cái chuyện là 4K 60 frame. 4K 60 frame đối với một số anh em thì có thể nó nặng, nhưng mà đối với mình thì mình thích cái đó, bởi vì là máy tính của mình rất là mạnh, SSD rất là nhiều. Mình thích làm ra một cái phim như vậy để mình up lên YouTube cho nó đã. Cái điểm tiếp theo mình thích ở cái máy này đó là cái cục pin của nó. Nó có cục pin to hơn so với những cái máy Fuji khác. Nó có thể chụp được 500 tấm hình mỗi lần sạc. Và dĩ nhiên thì quay phim, anh em sẽ quay phim được nhiều hơn. Và mình đọc mình thấy rằng là nếu mà những anh em nào mà thích pin nhiều hơn nữa có thể gắn cái grip, thì khi đó nó có tổng cộng 3 cục pin luôn thì xài chết luôn. Và chính vì cái cục pin nó to như vậy, do đó là cái máy bây giờ nhìn nó sẽ thô hơn, mập mạp hơn, nhìn nó heo hơn. Nhưng mà được cái là khi mà có cái bảng cầm như vậy thì nó sẽ chắc chắn hơn so với những cái máy Fuji khác. Đặc biệt như mình chẳng hạn đang cầm cái XE3 thì qua cái này nó mập hơn rất là nhiều, cái bảng nó to hơn rất là nhiều đó. Và cái điểm khác nữa liên quan đến cái pin là anh em có thể cắm sạc được cho cái máy này qua cổng USB-C và hỗ trợ Power Delivery, tức là anh em có thể dùng cục sạc của iPhone mới, của MacBook hay là rất là nhiều những cái cục sạc khác ở trên thị trường hỗ trợ cái Power Delivery. Mình chưa biết là cái cụ thể là profile của nó hỗ trợ tốc độ sạc như thế nào. Theo cục pin của Fuji đưa cho mình thì mình thấy rằng nó sạc được 5V 3A, tức là 15W. Nhưng mình chưa đo, hôm nào đó mình sẽ đo thử xem là nó hỗ trợ tối đa được bao nhiêu. Và điểm tiếp theo mình muốn nói với anh em, mình thích cái đó là nó hỗ trợ 2 thẻ nhớ. Thì cái việc hỗ trợ 2 thẻ nhớ này mình thích lâu rồi, từ hồi XT1. Khi đó là đã lắm rồi, 2 khe thẻ nhớ và hỗ trợ cái UHS-2. Ở cái máy XT4 này nó có 2 khe thẻ nhớ và cả 2 khe đều là UHS-2. Anh em không cần phải suy nghĩ là cái khe nào chậm, khe nào nhanh. Và cái việc bố trí 2 khe thẻ trên dưới như vậy mình cảm thấy nó dễ dàng lấy ra hơn. Hồi trước 2 cái nó kế nhau mình hay bị lộn, tức là sọc tay vào bấm nhưng mà cái 2 cái nó lòi ra luôn. Còn đây 2 cái nó phân biệt rõ ràng đó. Thì cái chỗ này cũng rất là hay. Đây là cái bên hông của nó. Thì nó có 2 cái nắp để chứa những cổng kết nối. Anh em thấy là ở dưới chúng ta sẽ cổng C. Cổng C này dùng để sạc pin cho nó nè, dùng để chép hình ra nè. Nó còn dùng để anh em cắm tai nghe vào để monitor nữa, bởi vì trên cái body này nó không có lỗ tai nghe. Do đó là nếu mà anh em muốn nghe được từ nó mà dùng quay phim muốn nghe thì anh em lại phải dùng một cái tai nghe USB-C. Thì cái này anh em kiếm bên ngoài mua cũng được. Ở trên đây là cái cổng HDMI, Micro HDMI. Thì cổng này nó có thể xuất ra cái video với chất lượng cao hơn cho anh em nào muốn quay cái phim đó vào trong một cái màn hình ngoài, gọi là đề gì đó dung lượng cao hơn chẳng hạn, hoặc là anh em nối cái video play ra ngoài màn hình. Ở phía bên trên này chúng ta sẽ có 2 cổng, một là cổng microphone, cổng mic, ở dưới là cái cổng để điều khiển, tức là remote có dây. Thì mình thấy như vậy cũng hay, nếu mà để một cái cổng tai nghe trên này thì sẽ có những lúc anh em cắm vào tai nghe, anh em đừng cắm vào mic, xong quay phim xong về nhà không xài được. Rồi, đó là những cái gì cơ bản nhất về cái chiếc XT4 này sau khi mình tìm hiểu về nó, cũng như là mình mượn cái máy của hãng mình xài. Thì mấy bữa nữa khi mà mình có cái máy của mình rồi thì mình sẽ xài nhiều hơn, mình test nhiều hơn, mình chia sẻ với anh em nhiều hơn. Rồi, xin cảm ơn.